Đưa hồi nào? Gọi nào? Hả? Thì mấy ngày nay là trên trên tàu lửa là anh cái gì anh uống? Bao nhiêu vậy? 4 tháng. Hả? 3 chiếc xe. Xin người ta anh? Dạ xin. Bây giờ tính tính toán như thế nào? Về mà là胡志明市同河内一南一北是越南最重要的两个城市，两地由铁路连接，相距30几个小时，途经大城小镇，穷乡僻壤，几乎每一个站都有小路仔冒险跳上火车，个个都希望火车载他们入城，从此脱离贫穷，谁不知只是街头生涯的开始。胡志明市的旅游点大清早已经聚集了一班街童，游客是他们兜售的对象。thì đi tàu hỏa là mua vé tàu hỏa hoặc là dậy lên xe mua vé từ ngoài Bắc đi mua vé tàu hỏa vào đây. Có tiền mua vé là ở đâu ai cho? Không có ai cho. Hả? Má mua. Tiền Quốc Hội Đại Lầu Tiền Biên, 树立起胡志明同一个细路一齐的铜像。越南共产党1975年解放南越，将西贡改名做胡志明市。1990年开始经济改革，但是城乡之间贫富悬殊越来越严重。呢个移民等啊，赚贫富嚟善手，贫富就已经突然间紧急，糖要啊，都冇，冇咩几人坐，嗌冇咩仔经济。阿腾15岁，乡下在越南中部的远港市。7岁嗰阵，佢一个人坐了2日2夜火车嚟到胡志明市。初初嚟到乜都唔识做，唯有乞食。我攞食糖果，我讲两阵煮啊，我先递入咩女郎咩会队女郎讲啊，你递唔讲，先递上话嗰个冧个9岁，讲咩啊，人睇咩女郎啊。đánh già hả con giải bộ con ngồi lại con coi tao quýnh sao á con giải bộ con làm phụ mấy anh lớn á không lấy tiền công mà giải bộ làm phụ biết á con giải bộ con làm xong rồi con mới kiếm tiền để dành dụm kiếm tiền mua đồ nghề đi đánh dài ở ngoài đường phố á trong cái giai đoạn đó có bị công an bắt vào kia có 3 lần họ ghi tên vô họ hỏi con ở đâu mà con nói con ở đó không có gia đình không có cha mẹ ở đâu á và ta không có cái là nói à người ta ghép vô là mồ côi cha mẹ rồi đưa vô trại giam đưa vô công chuyện luôn à thẳng không trung ý quan hệ trung tâm cái sinh hoạt vì hoàn trữ tự do cứ lình nguyện trang sở hữu tích xúc 100,000 Việt Nam thun Quảng Bị 600 won 左右交俾公安作为罚款越南人口超过7000万，未成年的占了30几%。根据保守估计，最少有20万街童，好多几岁大就已经在街边揾食。每一日一板嘅嘢，累到包嘢嘅，累到包嘢。Năm nay bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Bán được mấy năm rồi? Mấy năm rồi. Tôi gọi cô là Mui. Cô chưa bao giờ đọc sách. Vì giúp đỡ gia đình, từ nhỏ đã ra ngoài bán vé.
十岁嗰年，阿妈改嫁将佢遗弃，从此靠卖菜为生。每门挨一两就包几段，挨两都系三年，我班第一只两门。好运正啊！吓，好运正。廿度。我姐翁十三号。每朝早十点半，街市附近一间街童中心开始提供廉价午饭。阿妹由朝到晚卖菜，一日最多赚万几吨。喺胡志明市，食一碗普通嘅牛肉汤河都要大约一万吨。港币7元左右，这个中心津贴街童膳食，每碟饭最贵都是卖2000吨，个几人钱港纸。阿妹卖菜揾到的钱有限，只好在这里解决两餐。下午一点，天色骤变，突然落起大雨。bắt đầu là mấy giờ lượm? Cái này mấy giờ lượm à? 7 giờ. Bây giờ sáng lượm đến giờ. Đã lượm được bao nhiêu ký à? Mấy chục ký à? Lượm ở đây là cái lượm được mấy năm à? Dạ, mới có mấy tháng.街同街边揾食，风雨不改。照顾佢哋嘅社工阿云一样风雨不改。一个星期佢会嚟呢个公园3-4次，睇下有冇受伤或者有病嘅街童需要帮助。cái số trẻ nói chung là lúc có lúc tăng có lúc giảm, ví dụ như giảm là do điển hình ở nói ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, giảm là do các em nó di tản đi nơi khác, còn nó tăng là có khi nhiều khi di những cái trẻ mà di dân á, những em mà nó di dân từ miền Trung hoặc có những cái trực bão hay gì đó thì buộc gia đình các em phải di dân vô trong đây thì số trẻ sẽ tăng. 6年嚟阿云几乎走匀胡志明市所有街童聚集嘅地方，佢观察到街童数目有增无减。Em này là ba anh em, 4 chị em. Mấy em này là sống với mẹ cho đường phố mẹ đây nè, mẹ em đằng sau lưng đó, đó là mẹ của ba bố em. Hồi năm ngoái dưới miền nó bão số 3, số 4. Hồi đầu tiên thì chị lên đây thì mấy cháu đi xin, đi gọi chị thì đi lượm bông. Sau rồi ở đây đó rồi cái ta thương cái đi làm tiếp cho người ta. Con bắt bài hát ta bồn rồi. Bốn phương trời ta về đây chung vui. Bong mãn sĩ phận, kỹ sập gò hãy phụ gần mài dễ cái cai thùng, tôi quy lý tôi lia gan quạt chỉ sợ phò. Sẽ công A Huỳnh 6 前在这里开班，教啲细路仔读书写字，可惜好多读读下就放弃。Thực ra thì hiện bây giờ cái nhóm trẻ mà ba em mà được đi học nghề, cái thành công của phần trăm đó mình không đạt được, tại vì là bị ảnh hưởng bởi gia đình đó. Thì trẻ, gia đình của trẻ buộc trẻ là phải kiếm một ngày bao nhiêu tiền đó, nên cái việc đi học rất là hạn chế. Mà đặc biệt là ở đó thì nếu mà đi học mà nghỉ hoài thì chắc chắn người ta sẽ cho nghỉ. Mà hiện giờ các những em này đang sắp sửa bị cho nghỉ.午夜12点，胡志明市这个最大的街市仍然人来人往。菜贩抌出来的菜头菜尾成为几十个街童争夺的目标。执到菜，第二招可以拿去街市卖钱。新农一日之后，连一个栖身的地方都没有，很多街童都要在街边度过漫漫长夜。
đi lụm giờ. Đúng là bao lâu rồi? Bước năm mấy? Năm mấy rồi đúng. À, được. Em đây là một tuổi, một tuổi nha. Ai chạy tới đây lụm? Mẹ con. 呢度系胡志明市垃圾处理场， 一架架载满垃圾嘅货车陆续出现。 垃圾场内竟然聚集咗几百个细路仔， 个个头戴电筒， 一见垃圾车驶入嚟就会蜂拥而上。 佢哋拼命喺垃圾堆寻宝， 希望揾到賣錢嘅爛銅爛鐵。但係引隊嚟，即係做嚟㗎，老媽。大引，諗緊幾多錢？行計啦，嗰度幾多磅要斷？嗰個係咩啊？諗個，你醒咯。係啦，喺種啲環境下，都冇做嚟啊，咁上嚟俾你揾啊。好，諗聽我。 垃圾车成晚离完一架又一架，啲班细路仔亦通宵特旦埋守喺垃圾堆工作。阿杰十几日前由乡下嚟胡志明市，行咗足足一日一夜，初初跟人周围执垃圾，冇几耐俾社工发现，带咗佢翻儿童中心。 爸爸，咁就唔送你落啦。咁你走出嚟咯喎。收工啦，一日冇廿仔啲啊。越南有份簽署聯合國兒童權益公約，政府更喺91年制定自己嘅保護兒童法。不過越南最少有20萬街童，最諷刺嘅係， 政府出版街童手册，提醒佢哋应得嘅权利，包括接受教育嘅权利。无依无靠嘅细路哥，按法例系由国家同社会团体养育同教导。胡志明市有30+间儿童中心，有政府办，有民间办。收留阿杰嘅呢间中心系民间办嘅，住咗十几个无家可归嘅细路哥。 佢哋喺呢度解決兩餐一宿，但係准許佢哋自由出入，上街賺錢。今日嚟泥頭冇抌啊！ 以前喺街嘅时候有冇日日冲凉啊？咁冲凉唔系，我嗰日有日冲3日咯。几日冲1次啊？每日冲3日。打下半日冇抌。即系2-3日先冲1次。喺边度冲啊？喺度冲抌啊度。抌呢个咁远嘅。阿俊住喺一间由外国人资助嘅庇护中心。 里面嘅细路仔唔准随便外出，生活有一定规律。好似午饭时间未达正11点，即使饭菜已经准备好，小朋友亦唔可以起筷。住喺中心，阿俊唔使再担心冇饭开。 生活安安定定，不过佢又有啲怀念以前做街童自由自在嘅日子。 Khi nào nghỉ tới là chừng nào rồi khỏi cái tổ ấm này không?
Dạ có. Tối nằm không được xong rồi nghỉ. Hả? Làm sao? Dạ tối nằm đây con ngủ xong ngủ không được á rồi nằm nghỉ. Việt Nam 今日仍然有好多人因为家穷冇能力养大仔女，逼不得已将佢哋遗弃。呢个儿童中心就收留咗几十个冇人要嘅细路仔。点解越南街童问题咁严重呢？贫穷同破碎家庭系两大主因。呢个志愿团体一方面协助街童寻亲，一方面提供免费托儿服务，等父母可以出外工作，赚够钱养仔女。Ba một bóng cũng được giáo bị sinh dưỡng này. Giang nó chưa gửi vào đây ra nhà thì kể cho ai nuôi? Dạ, ở nhà thì tôi nuôi. Ở đó thì đi phụ bán hàng cho người ta, phụ bán hủ tiếu. Bye bye, bye bye. Trong 4-5 năm đó rồi đến ngày 18 thì tháng 11 năm 1997 á, rồi con đi ngang một cái đường kia, con nhớ là cái nhà của con á, con mới vô trọng, con giờ nói cho cái cùng thì cũng nghe, con mới chở con vô trọng rồi kìm và gia đình con. 社工四年前开始帮阿腾寻亲，阿腾离开乡下嘅时候只得7岁，对屋企一啲印象都冇。几经辛苦，社工终于帮阿腾找回妈妈，仲亲自送她回乡下和家人团聚。谁不知13个月后她再次离家出走，原因是流浪街头几年没办法再习惯屋企的生活。sau 18 tháng sau lại sau lại là kia chạy ra ngoài nữa. Ở nhà buồn, còn lại đến lại đây không? Con nói mấy thầy cô giúp con, nói con đi đến dài kiếm tiền mua xe đạp xong con đi học nghề. Kinh quật điều tra, trung tâm chứng thực A Kiệt không phải cô nhi, dù là khuyên cô phan hương hạ cùng phụ mẫu đoàn tụ. Thì giờ văn phòng á, cái thầy quy chở qua đây. Không phải ý là thầy cô có nói là kêu Kiệt đó chở về nhà á. Không có cái cha mẹ không? Có khi con về nhà mà con không muốn về. Lý do gì mà không chở về nhà? Thì về nhà thì bị đánh như rồi, cũng đi nữa. Ah Kiệt, mổ lắm qua ý hậu cái sinh hoạt, cứ chọn trạch trụ ở nhi đồng trung tâm, rồi hậu tự kỷ vẫn, tự kỷ xí. Tức sự Việt Nam chính phủ quy định phụ mẫu có trách nhiệm công đi trẻ nữ đọc hoàn tiểu học 5 năm cấp, nhưng là Ah Kiệt đọc đến 4 năm cấp. 就因为屋企冇钱，被迫停学。根据亚洲发展银行1993年估计，越南50%人口生活喺贫穷线下，当中超过50%嚟自农村。Chán cũng muốn làm những gì đó. Có cái này là sống rồi. Thôi à, ước mơ nữa lớn ra ngoài, con có dùng dụng được tiền đó, sống con nhà nhỏ ở chung đó, má con trở về ở chung mấy chị em con. Căn cứ Việt Nam cái bảo hộ nhi đồng pháp, phụ mẫu có trách nhiệm chăm sóc trẻ nữ, cùng họ đi một chỉ sống được đến 18 tuổi. 由街童的处境，可见法例保障不到他们这个权利。越南街童问题80年代开始浮现，到今日情况未见改善。有人归咎越南政府因为经济改革造成城乡贫富悬殊，有人就归咎越南过去战火连连，劳民伤财，致令国家今日仍然一蹶不振。胡志明市火车总站每晚8点
都会有一班车准时开出，目的地是去河内。而每一晚都有不少街童冒住生命危险跳上火车，他们不知道下一站在哪里，只希望火车会送他们去到一个找到食的地方。